Xin chào mọi người, mình xin trình bày về cách tạo một family cửa đi hai cánh nhôm kính đơn giản. Đầu tiên là mình sẽ vào nail family và mình tìm tới family template matrix door. Ok, thì khi mà vào family này chúng ta cần tạo cửa. Ở đây mình sẽ chỉnh cho nó nhỏ lại một tí cho dễ nhìn. Phần mềm nó sẽ vẽ sẵn cho chúng ta một số cái chỗ và chúng ta sẽ tự vẽ thêm. Ở đây thì hai cái viền chỉ này nè, nó chỉ xuất hiện trong cửa gỗ là chủ yếu thôi, còn cửa nhôm kính thì chúng ta có thể xóa nó đi. Rồi chúng ta về Create Solid Extrusion, mình bắt đầu mình vẽ. Đầu tiên là mình xác định mặt phẳng làm việc, ở đây mình sẽ xác định mặt phẳng làm việc là Exterior. Ok, rồi mình sẽ dùng lệnh Pick để bắt điểm vào. Rồi phía bên này ba cạnh. Sau đó chúng ta sẽ offset 50, tab ok. Bây giờ chúng ta muốn giữ cho cái phần khung cố định vào tường này luôn luôn bằng 50 thì mình phải đem kích thước cho nó và mình bấm ống khóa khóa lại. Ok, rồi cuối cùng là nối các cạnh còn lại với nhau. Rồi, bây giờ mình sẽ thử mình chỉnh kích thước một tí. Ở đây thì cửa này tổng chiều cao nó khoảng 2m8 đi. Và cái độ rộng nó là 1m5. Đó, nó sẽ tự thay đổi theo kích thước. Độ dày, bây giờ mình chọn nè. Ở đây mình sẽ cho độ dày nó, ví dụ 100. Còn nếu như các bạn muốn tường dày bao nhiêu thì và cái cửa này, cái khung bao dày bấy nhiêu thì các bạn có thể dùng lệnh Align bắt cái mặt phía sau của tường, bắt cái khung bao và khóa nó lại. Thì bây giờ cái tường nó dày bao nhiêu, cái cửa của cái khung bao cửa của bạn sẽ dày bấy nhiêu. Ví dụ ở đây dày 300 thì nó sẽ dày theo đó. Rồi tiếp theo mình sẽ set work lên tiếp tục. Ok, rồi bây giờ mình sẽ vẽ thêm một cái khung ở vị trí cách sàn 2m2. Phía trên sẽ là phần ấy sáng 2002. Rồi đi xuống 50. Ok, khóa lại. Độ dày cái này là khoảng 100 đi. Ok, và cũng tương tự ở đây mình nhập trừ 100, đi ngược lại. Rồi cũng tương tự, nếu như bạn muốn nó bằng cái độ dày của khung bao cửa thì mình align rồi khóa lại. Ok, tiếp theo mình sẽ gán cái hàm biến cho cái vị trí này thì tạm thời xóa đi. Mình sẽ bấm mệnh dim DI đo kích thước đoạn này. Có lẽ mình nên đo đoạn trên thì tốt hơn. Rồi mình đặt hàm biến là phần trên. Hàm biến nè, hàm biến thay. Nó sẽ khi mà chúng ta dim kích thước rồi chúng ta gán hàm biến thì nó sẽ tự chọn cho chúng ta các dòng nè, thì shift line hay là thay up parameter. Còn lại cái group này thì chúng ta cũng để mặc định luôn. Rồi chúng ta để ok. Để kiểm tra lại khi nãy chúng ta có khóa 50 chưa. Rồi chưa. Nếu mà chưa thì có thể ở đây nó sẽ sai thì cho nên chúng ta khóa luôn. Ok. Rồi bây giờ giả sử như cái độ cao này mình sửa thành 2m6 đi. Rồi sửa thành 2m8 đi. Đó. Mình kiểm tra đoạn dưới. Rồi như vậy từ dưới lên trên là nó khoảng 2m2. Ngọt lòng nó là khoảng 2m150. Kích thước này các bạn thường thấy khi mà chúng ta vẽ cửa. Tiếp theo là chúng ta sẽ xét vực lên lại exterior mặt phẳng phía trước để mà vẽ cái khung cánh cho cửa. Thì đây là cái phần di động của cửa. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái phần cửa nó dày khoảng 40 mm. Rồi vẽ ra. Sau đó chúng ta offset lên offset 80, offset 8. Ok, như vậy. Nhưng mà bây giờ nếu như mà nó sát như vậy thì khi mà chúng ta thể hiện lên render thì nó sẽ không đẹp, thì chúng ta sẽ cho nó đi từ 10 đến 40 hoặc là đi từ 20 đến 60 gì đó tùy các bạn đó. Thì nó phải có một cái khoảng hở như vậy nó sẽ đẹp hơn. Chúng ta sẽ copy thêm một cái đối tượng giống vậy nữa đi qua. Ok,
Rồi mình sẽ chọn hết nguyên cái cánh này nè, bấm HI để mà cô lập đối tượng ở đây. Rồi mình đem kích thước hết tất cả những cạnh này. Sau đó chúng ta chọn tất cả các cạnh, các đường đem kích thước để gán vào cái tham biến là độ dày. Đây là khung cánh, còn hồi nãy là khung bao. Ok, tương tự như vậy đối với bên này, HI, DI. Rồi chúng ta sẽ chọn cả bốn cái đường liên kích thước này, và cũng tương tự nhưng bây giờ không cần tạo nữa, bởi vì nó có sẵn, là chúng ta chỉ cần xổ ở đây xuống và chọn cái tham biến độ dày khung cánh chúng ta đã tạo. Ok, kết thúc. Rồi tiếp theo, bây giờ chúng ta phải làm sao đảm bảo là cái cửa này nè, cái khung cánh này nè, nó luôn nằm ngay giữa. Thì đây là cửa hai cánh, thì nó đơn, rất là đơn giản, mình chỉ việc là khóa cái đường biên bên này của khung cánh vào cái đường chính giữa của cửa là xong. Ở bên này cũng vậy, còn bên này chúng ta sẽ khóa cái đường biên, chúng ta sẽ khóa cái nó vào cái đường biên trên. Nếu mình nó chưa ăn thì mình sẽ dùng mình align. Rồi mình bắt nguyên cạnh dài, rồi đây khóa lại. Còn cái cạnh dưới và cái cạnh bên hông thì nó sẽ thường nó sẽ tự xử lý, thì chúng ta không có cần phải lo. Ở đây khóa lại. Ok, rồi bây giờ mình sẽ thử qua tham biến xem hoạt động tốt hay không. 2m9 xem đó, 2m8. Rồi mình thử thay đổi độ rộng xem, 1m3, 1m5. Ok, nó hoạt động rất là tốt. Rồi nếu như các bạn cần thì các bạn có thể tạo thêm một cái phần bậc phía trên nữa. Còn bây giờ thì mình sẽ vẽ cái phần kính vào. Set work lane, fix a lane. Rồi mình xác định cái mặt phẳng cái khung này, mặt phẳng của khung cánh. Rồi chúng ta bắt đầu attrition tiếp. Cho nên mình mới nói attrition là cái lệnh thường dùng nhất khi mà vẽ family. Ở đây mình sẽ cho -15 cho đến -25. Đơn giản là vì tổng độ dày này là 40 và 15, 25 á, nó cách nhau 10. Và nó cách mỗi mỗi bên nó là 15. Tổng cộng 15 cộng 15 cộng 10 là 40. Như vậy, còn nếu như cái cửa mà nó dày hơn, các bạn có thể cho một cái số khác cũng được. Đó, phần kính đã xong. Ở đây thì khi nào trừ, khi nào cộng thì thường đó là các bạn cứ dùng vài lần đi là quen. Thường thì khi mình bắt cái mặt exterior thì nó hay dấu cộng, còn mình xét vượt lên những cái đối tượng này nè, thì muốn nó đi ngược vào thì mình phải chỉnh dấu trừ mà thôi. Để mà cái khung này nè, nó nằm đúng vị trí đó, thì chúng ta không vẽ như vậy mà chúng ta sẽ vẽ hình chữ nhật nè, hoặc là vẽ hình pick nè, thì dùng cái lock này nè, để cho khi mà pick mà nó khóa luôn. Ok, đây là kết quả chúng ta. Rồi, chúng ta sẽ copy cái đối tượng này ra ngoài cũng được. Sau đó pick, rồi cũng lock lại tiếp. Nó sẽ tự nó khóa cho chúng ta. Khi cái cánh này nó to ra bao nhiêu thì cái này nó sẽ to bấy nhiêu. Rồi bây giờ mình sẽ set work length là cái khung bao, để mình vẽ thêm một miếng kính cố định ở đây. Ok, cũng vật liệu là kính thôi. Tổng độ dày này là, ở đây thì nó bằng độ dày tường. Vậy thì thôi mình cho nó -45 đến -55 đi, cho nó nằm giữa khoảng 100. Cái này là hoàn toàn là do mình quyết định, cho nên các bạn cũng không có cần phải thuộc những cái số này. Ok, rồi khóa lại và các cạnh, kết thúc lệnh. Đó, bây giờ chúng ta sẽ chọn cái tất cả những cái phần khung và khung bao và khung cánh để mình gán cái tham biến vô cho nó. Ví dụ ở đây mình sẽ gán cái tham biến là vật liệu nhôm kính, vật liệu nhôm. Hay mình đặt vào vật liệu một, nhưng ở mặt sau này cửa này đổi sang cửa nhựa ở khác thì cũng không sao. À, ok. Rồi, một cái vấn đề nữa đó là cái ký hiệu mở cửa. Ở đây, ký hiệu mở cửa chúng ta phải vẽ bằng symbolic line. Chúng ta sẽ chọn cái cửa và chúng ta vẽ cái hình ký hiệu mở cửa ở đây. 700. Tấm thì mình sẽ vẽ 700. Sau đó từ đây vẽ xuống.
chọn lên, ok. Rồi ở đây mình copy qua 40, chỗ này mình sẽ thu ngắn lại một chút. Bên này đoạn cuối thì mình nói hai đoạn này lại như vậy. Ở đây mirror qua, chúng ta đã được cái cửa. Chúng ta có thể chọn cái đường vòng này nè, chúng ta chỉnh nó về cái dạng là elevation screen ở đây, nét đứt cho nó dễ nhìn hơn. Mặt đứng cũng vậy, mình về mặt đứng đi, rồi mình chọn cái symbolic line và mình chọn cái nét là elevation screen để vẽ. Ok, nhưng mà bây giờ như thế này, nếu như chúng ta thay đổi kích thước, ví dụ cái này lên là 3 mét đi, thì cái đoạn này nè, nó không có còn đẹp nữa. Chúng ta có thể làm như thế này, để điểm kích thước, rồi điểm đoạn cuối EQ. Các bạn lưu ý kỹ ở đây là mình điểm cái dấu tròn nhỏ này nè, rồi điểm ra ngoài đi, bấm EQ. Thì như vậy đó, và dù cái cửa nó có cao bao nhiêu thì hai đoạn này luôn luôn bằng nhau. Còn nếu như sau này các bạn có vẽ cửa bốn cánh hay nhiều hơn đó, thì chúng ta bắt buộc là chúng ta phải align những cái đoạn đỉnh ở của cái elevation screen này, cái đường ký hiệu này. Còn trong trường hợp này thì không cần, bởi vì nó tự nó bắt rồi, nó hiểu. Độ cao là 2.8. Ok. Rồi. Bây giờ ở đây mình cần có một cái tay nắm cửa. Thì tay nắm cửa thì mình thử mở một cái file deformatrix để tìm cái tay nắm cửa thôi. Hoặc là mình load trong thư viện vào. Ở đây thì chắc là mình sẽ tìm trong file xem. Rồi, không có rồi, chắc là mình phải load bên thư viện vào rồi. Ở đây, load family, là mình sẽ chỉ đường dẫn US Metric đo. Ở đây có cái phần thiết bị tay nắm đây. Mình sẽ lấy một cái tay nắm nào, ví dụ tay nắm này đi. Rồi, bây giờ mình lên top để mà đặt cái tay nắm vào. Mình lên trên top nha, của cái 3D view á. Rồi, mình sẽ đặt cái tay nắm vào. Ở đây thì nó dễ đặt hơn những chỗ kia. Rồi, di chuyển nó vào chính giữa, 30, 40 chứ. Ở đây mirror qua. Rồi, tiếp tục mirror lần nữa. À, nó không cho mirror thì CO rồi mình xoay rồi thôi. Rồi, như vậy. Rồi mình bấm chọn tất cả, bấm SA để chọn tất cả. Sau đó mình move lên khoảng chừng 1m1 hay 1m gì đó. Thì đây là cái độ cao của cái vị trí cái tay nắm á, cho nó thuận tiện để dễ mở. Rồi, ok. Bây giờ có một cái lưu ý nhỏ nữa là độ dày tường này nè, nó phải thích nghi với những cái bức tường có độ dày khác nhau. Cho nên á, là cái tay nắm này nếu như chúng ta không khóa vào những cái mặt phẳng của cái bề mặt cửa thì nó sẽ sai. Do đó chúng ta phải làm thêm một thao tác nữa là bấm mình Align, bấm cái mặt của cái khung cánh cửa, khóa lại. Ok. Rồi kết quả đây. Bây giờ mình sẽ sell cái cửa này lại. Cửa này sẽ được lưu với tên là cửa đi 1 chẳng hạn. Rồi mình load vào cái dự án của chúng ta. Quick A để vẽ tường và vẽ cái cửa vào. Đó. Chúng ta sẽ thử thay đổi kích thước của nó đây. Ví dụ là 1m7, 1m3, 3m, đường trên 800 chẳng hạn. Ok, family của chúng ta hoạt động rất là tốt. Nhưng các bạn còn một cái sai sót ở đây. Các bạn xem cái phần, cái khung cánh này nè, mình muốn nó ẩn luôn trên mặt bằng thì mình vào edit, mình phải chọn cái khung cánh này, mình phải chọn những cái đối tượng này nè, mình giữ lại cái khung bao thôi. Khung bao thì chắc chắn là nó phải thấy, nhưng mà cái phần khung cánh nó ẩn ở đây. Nó có cái mục là visibility graphic override này, chúng ta sẽ tick, bỏ tick ở
Blend, Reflected Ceiling Blend, và ở dưới nữa, When Cut in Blend. Ok. Đó, thì giờ bây giờ load vào thì nó sẽ giờ nó sẽ ẩn đi. Và một cái lưu ý rất là quan trọng nữa đây. Bây giờ cái kích thước cửa này nè, nó đang khác với cái kích thước cửa bên kia. Và các bạn hãy xem nha. Ở đây mình có hai dòng chọn. Ok, mình chọn tạm chọn dòng trên đi. Thì nó sẽ ghi đè lên tất cả. Nhưng mà nó vẫn giữ lại thông số của cái file ở bên này. Nhưng mà bây giờ thử nha. Mình sẽ quay, mình sẽ Ctrl Z lại. Đây, đây, hai thông số bên này và thông số của file bên kia cùng size nhưng mà tờ kích thước nó khác nhau. Bây giờ mình thử mình load lại lần nữa. À, mình bổ sung thêm cái nữa. Tất cả những cái tay nắm này mình cũng bỏ vô cái ở plan luôn. Ok. Rồi. Bây giờ nếu như mình chọn dòng dưới thì nó không những là nó ghi đè lên cái thông cái file mà nó còn ghi đè tất cả hàm biến luôn. Tức là cái thông số của cái cửa bên cái file dự án chúng ta cũng phải thay đổi theo luôn. Đó, 3000 đã mất. Bây giờ mình chỉ cần mình chỉnh lại thôi. Thì cái này là tùy vào cái yêu cầu, mình sẽ chọn hàng dưới hàng trên nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn.